Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ lại nhớ ba của con chứ gì? Ông ấy đã bỏ rơi chúng ta, không thèm quan tâm tới chúng ta nữa rồi. Mẹ còn nhớ tới ông ấy làm gì nữa chứ? Anh muốn dựng lại chiếc thuyền này để làm gì chứ? Ghét cô ta. Em ghét mọi thứ liên quan tới chiếc thuyền ma này. Em sẽ không bao giờ chia sẻ chồng của mình với người phụ nữ khác. Có em thì không có La Đào Quang. Xin đừng làm hại tôi. Đừng giết tôi mà. Đừng. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy hả mẹ? Không có ai muốn làm hại mẹ chứ. Cha là thiết kỳ tỷ Fanny Kun La Đào Quang. Không lẽ hồi xưa mẹ tên là La Đào Quang sao? Ai là người muốn làm hại mẹ của con vậy? Vì chuyện đó mà mẹ phải chạy trốn và đổi thành tên khác có đúng không bác? Nếu như con gặp được người này thì có thể con sẽ biết được sự thật. Sao ba con lại để cho người phụ nữ tên là Salim làm việc ở đây? Cậu nghi ngờ chuyện gì sao? Người phụ nữ này cả đời sống ở Saraburi, sao tự nhiên cô ta lại muốn làm việc ở đây làm gì chứ? Tôi không muốn chạm vào cô. Cô đừng có tự quan tưởng. Tôi nghe đà này nói bác cô là bạn của La Dawan à? Bác cô làm việc ở đây à? Dạ không. Vậy sao bà ấy biết La Dawan vậy? Tôi nghĩ chắc là họ từng học chung trường. La Dawan mất rồi. Ông ấy đã hiểu lầm đó mẹ. Ông ấy đã không đi tìm mẹ bao nhiêu lâu nay, bởi vì ông ấy nghĩ mẹ đã chết rồi. Đừng có bám lấy ba của tôi nữa. Có nghe tôi nói không? Tôi biết rồi. Không chỉ một mình Jalathit mà Akhani cũng quan tâm tới Salim đó. Nè, cẩn thận đó nha. Ấy. Trong buổi tiệc hôm nay, tôi sẽ tặng 10% cổ phần của tập đoàn cho Akhani để làm quà sinh nhật. Với tư cách là người thừa kế duy nhất của Kitty Fanit. Đợi đã, Kitty Fanit không chỉ có một người thừa kế duy nhất đâu. Đó là ai vậy anh Thiết? Tôi chính là con gái ruột của chủ tịch Jalathit đây. Đây là xét nghiệm ADN. Tôi và chủ tịch đây chính là cha con ruột. Mẹ ruột của tôi chính là La Dawan. Tôi muốn thông báo tại đây là tôi có một người con gái vừa mới nhận lại. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô quay trở về cuộc sống này lần nữa và cướp hết mọi thứ của tôi.